và các bạn cùng trở lại với nhà thi đấu OCBC để chuẩn bị bước vào trận đấu giữa hai câu lạc bộ Sài Gòn Heat và Singapore Slinger. Ở thời điểm hiện tại thì Sài Gòn Heat đã trải qua 14 trận đấu và có được 10 chiến thắng cùng với đó là 4 thất bại. Qua đó sở hữu cho mình vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng với tỷ lệ chiến thắng là hơn 70%. Trong khi đó thì Singapore Slinger với 7 trận thắng và 6 trận thua lúc này họ đang đứng ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng, kém câu lạc bộ Sài Gòn Heat 3 bậc. Nhìn vào những bảng thống kê của cả hai đội vào lúc này thì chúng ta thấy được rằng Sài Gòn Heat đang có được phong độ cao hơn với 4 chiến thắng trong 4 trận đấu gần nhất. Trong khi đó thì đoàn quân của Nepal Sang đang sở hữu phong độ không tốt với 2 trận thua liên tiếp. Đây là những thông số của các cầu thủ nội bình bên phía Singapore Slinger trong trận đấu gần nhất của họ, một trận đấu mà các ngoại binh đã ghi đến 59 điểm và tổng số 5 nội binh ghi được 5 điểm. Trung bình là 5 điểm mỗi người với tổng số điểm là 15 điểm cho 5 cầu thủ đã ra sân bên phía Singapore Slinger. Đây là huấn luyện viên Carlos Julius, người đã giúp cho Sài Gòn Heat đang ngày một trở nên mạnh mẽ hơn tại đấu trường IBL. Ở mùa giải năm ngoái thì chúng ta cũng đã thấy Sài Gòn Heat có những sự tiến bộ nhất định với lối chơi small ball đầy ấn tượng. Tuy nhiên cho đến mùa giải năm nay thì với những sự bổ sung nhân sự hợp lý đến từ những cái tên như là bên Toski, Kyle Barron, Chris Diaker thì Sài Gòn Heat đã cho thấy được một sức mạnh tập thể tốt hơn, lối chơi càng phát triển hơn. Và đặc biệt là mùa giải năm nay chúng ta có những đội binh chơi ấn tượng như là Trần Đăng Khoa hay là Đinh Thanh Sang. Bên phía Singapore Slinger gì đã nói họ đang quá phụ thuộc vào những ngoại binh, và đây là một điều mà đội bóng đến từ Đảo Quốc Sư Tử cần phải khắc phục ở trong thời gian sắp tới nếu như muốn tiến sâu hơn nữa tại giải IBL. Ở mùa giải năm ngoái thì họ cũng phụ thuộc khá nhiều vào những ngoại binh như là Xavier Alexander hay là Christian Shark. Năm nay thì cũng không ngoại lệ với những ngoại binh như John Field hay là Jordan Young cùng với Alexander. Trong cuộc đụng độ gần nhất ở mùa giải năm nay thì câu lạc bộ đến từ Đảo Quốc Sư Tử đã có được chiến thắng trên sân CS với tỷ số xích sao đó là 78-75. Trận đấu mà Sài Gòn Heat đã bị tổn thất nhân sự ở giai đoạn cuối và không thể vung lên để giành lại chiến thắng trên phần sân nhà. Và ngày hôm nay là cơ hội tuyệt vời cho đoàn quân của Kyle Julius. Đội bóng đang sở hữu phong độ cao đòi lại món nợ đã vay ở trận đấu đầu tiên. Đội chủ nhà trong hai trận đấu gần nhất đụng độ với COS9 Indonesia và Mono Vampire đều phải đón nhận những thất bại với tỷ số lần lượt là 74-89 và 79-81. Chiến thắng gần nhất của họ có được đó là trận đấu với World Warrior, đội bóng đứng cuối bảng xếp hạng với tỷ số cũng không quá chênh lệch, đó là 107-103. Trong khi đó thì ở bên kia chiến tuyến, đoàn quân của Kyle Julius có 4 chiến thắng liên tiếp trước những đội bóng có thể xem là rất ấn tượng ở giai đoạn vừa qua, đó là Mono Vampire, Hong Kong Eastern và Westport Malaysia Dragon. Trong đó thì đại diện đến từ Thái Lan đã phải nhận 2 trận thua trong 2 trận đấu liên tiếp đụng độ với Sài Gòn Heat. Trong trận đấu gần nhất giành chiến thắng 93-83 trước các cầu thủ Macaron thì Kyle Barron là người đã chơi cực kỳ ấn tượng, nhưng sự ấn tượng của Kyle Barron mang đến cho người hâm mộ của Sài Gòn Heat những sự bất ngờ khi trung phong này có được rất nhiều cú đá 3 thành công và có tỷ lệ field goal ở trận đấu đó cũng rất cao. Đối mặt với lại Singapore Slinger ở trong trận đấu này thì chúng ta cũng sẽ phải dè chừng hàng phòng ngự có thể nói là rất chắc chắn của đội Nepal Sang. Đó là điều mà họ đã thể hiện có thể nói là rất tốt ở trong giai đoạn đầu mùa giải. Tuy nhiên với việc trong những trận đấu gần đây phong độ của Singapore Slinger không tốt thì sức mạnh và phòng ngự của họ cũng đã giảm đi, trông thấy với việc như đã nói chiến thắng gần nhất là trước World Warrior.
thì đấu này cũng đã để cho đại diện đang đứng cuối bảng xếp hạng đi đến hơn 100 điểm vào rổ của mình, và đó thực sự là một con số rất đáng thất vọng đối với hàng phòng ngự được xây dựng và châu chuốt một cách kỹ lưỡng đến từ ông Evan Sang của Singapore Singer. Xét về những con số thống kê trước trận đấu này thì Rofield đang là người dẫn đầu danh sách ghi điểm của cả hai đội với trung bình khoảng 24 điểm mỗi trận. Trong khi đó thì Carl Barron, trung phong của Sài Gòn Heat, sở hữu khoảng 14,5 tình huống rebound mỗi trận, và đó sẽ là lợi thế dành cho Carl Barron cũng như là cầu thủ Sài Gòn Heat trong cuộc đối đầu với một trong những đội bóng sở hữu hàng phòng ngự được xem là chắc chắn nhất tại ABL. We have to give them confidence and make sure we play together as a team. And last two weeks we have been training pretty well, so hopefully they can transfer that into the game. I think basically we will clamp down on defense. That's the way the Stingers have been playing. We're going to run the floor well. The last game against the CLS night, we weren't running hard enough, maybe due to some reason, but we just got to keep running, clamp down on defense. They have talented imports. They have locals stepping up. So we just got to hold them to about 60-70 points. We will be good. Well, I mean, like I mentioned before earlier, Delvin can give us a lot of team efforts and rebounding and offense, playing good offense and going for rebound. I think if he can step up, really help the team a lot. And obviously, everybody have an opportunity to really come to the court and really show us what they can help the teams and to become a better players. Vừa rồi thì chúng ta đã đến với những chia sẻ của huấn luyện viên Neil Benson cũng như là cầu thủ nội binh ấn tượng nhất của họ, đó là Devin Gore. Đây sẽ là đội hình xuất phát bên phía câu lạc bộ Sài Gòn Heat với số 8 Trần Đăng Khoa, số 1 Kevin Hill, số 33 Kyle Barron, số 13 Murphy Bernatowski và số 20 đó là Chris Yarker. Một đội hình xuất phát quen thuộc của huấn luyện viên Kyle Chilwood trong những trận đấu gần đây. Phong độ ấn tượng của Mr. Weagle đã giúp anh liên tục có mặt trong đội hình xuất phát của Sài Gòn Heat, mặc cho sự trở lại của Justin Young và cầu thủ số 12 đã phục hồi chấn thương. Tuy nhiên anh cũng không thể chiếm được một suất đánh chính ở trong đội hình của Sài Gòn Heat bởi vì phong độ cực kỳ ấn tượng của Trần Đăng Khoa. Và ở trong trận đấu trước thì Sài Gòn Heat đã có thắng lợi thuyết phục trước Montreal Fire trên sân 29 với tỷ số là 98-83, thì đội Weagle cũng nhỉnh hơn so với đối phương. Và mặc dù ở trong trận đấu đó thì Sài Gòn Heat chỉ có 6 pha đánh 3 thành công so với 11 của Montreal Fire, tuy nhiên chúng ta đã đánh ở trong khu vực dưới rổ rất tốt. Bên kia chính tuyến thì Singapore Slinger đã có đội hình xuất phát gồm mấy cái tên, đó chính là Desmano và số 2, số 5 John Field, số 12 Jaron Young, số 15 Xavier Alexander và số 23 Devin Gore. Đây cũng là một đội hình xuất phát quen thuộc của Singapore Slinger. Ở trong trận đấu trước thì họ đã thất bại trước CS này Indonesia bởi phong độ có thể nói là rất ấn tượng trong các pha bóng ba của đội bóng đến từ xứ vạn đảo. Ngoài ra thì tỷ lệ field goal của Singapore Slinger cũng kém hơn đối phương khá nhiều, và họ cũng không có nhiều pha kiến tạo bằng đội bóng CS này Indonesia. Cuộc chạm trán giữa Carbaran và John Field chắc chắn là một trong những cuộc đối đầu rất đáng chú ý. Về những chỉ số thì Carbaran chỉ kém John Field về số block trung bình, chính xác hơn là số block ở trong trận đấu gần nhất mà thôi. Còn lại thì những điểm số của Carbaran đều nhỉnh hơn so với trung phong bên kia chiến tuyến. Và đây là một trận đấu nữa mà chúng ta chờ đợi phong độ ấn tượng của Carbaran. Và trong hiệp một trận đấu này thì Sài Gòn Heat sẽ kiểm soát phần sân ở bên trái và thi đấu trong trang phục vàng đỏ, còn Singapore Slinger sẽ thi đấu trong trang phục vàng trắng của mình. Bóng đã được tip off và quyền kiểm soát thuộc về các cầu thủ chủ nhà. Đây là Xavier Alexander, cầu thủ có biệt danh là X-Man, vẫn là cầu thủ áo số 15 của đội khách. Chuyền ra, đây là Jaron Young. Alexander và thoát xuống ở khu vực bản đổ nguy hiểm, và đó là tình huống cầu lỗi thành công đến từ Devin Gore. Đó là một pha xử lý rất tốt của các cầu thủ chủ nhà khi họ đã liên tục khiến cho Sài Gòn Heat phải thay đổi vị trí phòng ngự của mình, và cuối cùng thì chúng ta cũng đã không xoay trở kịp ở trong pha dứt điểm quyết định của Devin Gore.
và cản phá không thành công, dẫn đến hai quả ném phạt dành cho số 23 của Slinger. Tuy nhiên cầu thủ này đã có cú ném đầu tiên chưa vào tay. Những pha dứt điểm đầu tiên luôn cần đến một cảm giác bóng thực sự tốt để có thể ghi điểm, và phải đợi cho đến pha ném phạt thứ hai thì Devinger mới có được điểm số đầu tiên cho Slinger. Người sẽ lên bóng cho Sài Gòn Heat trong tình huống tấn công đầu tiên của mọi người, đó là Trevor Hughes. Đối mặt với Alexander, đôi khi Bernatowski đã có lỗi của Jaren Young. Một cá nhân đầu tiên của Jaren Young và cũng là lỗi đồng đội đầu tiên của đội chủ nhà. Sẽ có một tình huống phát bóng từ biên dành cho đội khách. Người đã bị tính lỗi cá nhân bên phía sàn Heat trong pha xử lý trước đó của Slinger đó chính là Bernatowski. Đây là Trevon Hills, cơ hội cho Sài Gòn Heat, pha phát đi của Trevon Hills và ném bóng bật bảng không thành công, và cũng đã có một pha xử lý lỗi của Kai Barron. Trọng tài đã quyết định như vậy và cơ hội tấn công của Sài Gòn Heat đã trôi qua. Singapore Slinger luôn là một đội bóng nổi tiếng với sự kỹ rơ với Sài Gòn Heat, và chúng ta cần phải đánh với hơn 100% phong độ của mình đã có thể mong có được kết quả có lợi trước Slinger. Và xử lý tốt của Kai Barron. Trevon Hill sẽ lên bóng cho Sao Hit, đối mặt với Alexander và xử lý. Và đây là Chris Yorker. Cú ném ở clip trung bình hơi thiếu lực của cầu thủ áo số 20. Rất khó cho Sao Hit trong cả hai pha ném bóng đầu tiên thì chúng ta đều chưa thể ghi điểm. Và đây là Desmond Owe, 3 điểm dành cho các cầu thủ Singapore Slingers, 4-0 cho đội bóng đến từ Đại Quốc Sư Tử. Một cái đầu chật vật của Sài Gòn Heat. Rõ ràng với lợi thế sân nhà thì Singapore Slingers hoàn toàn tự tin để có thể tạo ra được những sức ép đầu tiên. Và vừa rồi thì Kai Barron đã mắc lỗi cá nhân thứ hai, và đó lại là một lỗi cá nhân đến từ tình huống tấn công của trung phong áo số 33 với Xavier Alexander. Còn đây là tình huống mà X-Men đã có một đường kiến tạo cho Desmondo, ghi 3 điểm cho Slinger. Những khởi đầu đang rất thuận lợi dành cho đội bóng của đảo quốc sư tử. Kai Barron mắc foul trouble từ rất sớm, và đây sẽ là một sự khó khăn của đoàn quân Kyle Chilus trong nhiệm vụ phòng ngự. Và vừa rồi thì với những phàn nàn của mình thì có lẽ là huấn luyện viên Kyle Chilus cũng đã nhận một technical foul đến từ tổ trọng tài. Liên tiếp là những quyết định gây bất lợi dành cho Sài Gòn Heat, và chúng ta cần phải nhanh chóng lấy lại sự tự tin. Xavier Alexander đường truyền dành cho John Field. Kai Barron đã rất foul nên rất khó để chơi quyết liệt trong pha bóng này. Và đó tiếp tục là điểm số dành cho Slinger. Người lập công là Jaren Young, 6-0 cho đội bóng chủ nhà. Kai Barron mất bóng rồi, và đây là Desmond Owe. Một cái đầu có thể nói đang cực kỳ khó chịu của đội bóng đến từ đại quốc sư tử Anquan. Sang hết đang để đối phương vươn lên có thể nói là quá sớm. Đó là 8-0 sau chưa đầy 3 phút thi đấu. Chúng ta vẫn tiếp tục thấy được một mặt trận phòng ngự khó chịu mà Singapore Slinger đã thể hiện trong những phút đầu tiên của trận đấu này. Và điều đó khiến cho khả năng tấn công của Sang hết đang gặp bế tắc. Chúng ta thấy được Xavier Alexander liên tục gây ra những sự khó khăn cho Trevon Hill trong khâu di chuyển của anh. Và đây là Just. Phía sau hơn đó là Timwell. Trevon Hill đã có lỗi của Xavier Alexander. Trevon Hill cũng rất thông minh để câu lỗi được của cầu thủ áo số 15. Và đang có những lời trash talk đến từ cầu thủ áo số 15 để gây áp lực cho Trevon Hill. Nhưng như chúng ta đã biết từ trước thì cầu thủ áo số 1 của Sài Gòn Heat là một người gần như vô cảm với những tác động về mặt tinh thần của đối phương. Điển Lan đã hoàn toàn miễn nhiễm với những tình huống khiêu khích của Xavier Alexander. Tuy nhiên chúng ta cần phải chờ xem. Vừa rồi lại là một tình huống làm bóng không thành nữa của Sài Gòn Heat, và là lỗi của Trevon Hill.
tiếp tục là những động tác để Xavier Alexander khiến cho Trevor Hill khó chịu. Thì chúng ta thấy rằng sắc mặt của cầu thủ áo số 1 vẫn rất điềm tĩnh. Và có vẻ như những ý đồ để đánh vào tinh thần của Trevor Hill đến từ Xavier Alexander lúc này đang phần nào đó phản tác dụng, mặc dù anh vừa câu lỗi thành công đến từ Trevor Hill. Tình huống Trevor Hill mắc lỗi cũng chính là một pha bóng xuất phát từ sự lơ là của Mofim Bernatowski. Và con của Kajo Julius đang có sự mặc cuộc không như ý. Đã có sự chơi bộ Mỹ đến từ Hương Nghị Kajo Julius. Và đây là một quyết định đúng đắn của chủ tịch gia người Canada. Chúng ta đang bị đối phương gây sức ép không chỉ về mặt thế trận mà còn là về mặt tâm lý. Khi mà Xavier Alexander đánh vào cầu thủ chơi có thể nói là ổn định nhất bên phía sân Hip bằng những sự khiêu khích kể cả về hành động cũng như lời nói. Rõ ràng là huấn luyện viên người Canada cần phải có những chỉ đạo về cách nhập cuộc của Sài Gòn Hit khi mà họ đang gặp quá nhiều những bế tắc trong việc xuyên phá phòng ngự của Slinger. Kể từ đầu trận thì cho đến lúc này Sài Gòn Hit mới tung ra được hai tình huống dứt điểm từ phía bản rổ của đối phương và chưa thể thành công. Trong khi đó thì ở bên kia chiến tuyến, Slinger tung ra năm dứt điểm và đã ba lần đưa được bóng vào lỗ, vào rổ với 3 điểm cùng đến với Despano và Xavier Alexander. Jordan John có 2 điểm và Devin Go là người đã có 1 điểm còn lại. Chúng ta thấy được rằng Trevor Hill thực sự là vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương cơ đùi sau của mình và anh vẫn đang phải có một sự hỗ trợ để thi đấu trên sân. Tỷ số hiện tại đang là 10-0, tạm thời nghiêng về phía Slinger sau pha dứt điểm đầu tiên của Alexander. Nhưng ở phút thứ hai thì cầu thủ này đã làm không tốt. Sơn Hít sẽ có cơ hội dứt điểm của mình trong pha tấn công này. Đường truyền của anh Trần Văn Hiếu dành cho Trần Đăng Khoa. Đó là pha xử lý tốt của Trần Đăng Khoa. Cầu thủ tiến tạo dành cho Christiaco mang về 2 điểm dành cho Sài Gòn Hít. Vậy cuối cùng thì Sài Gòn Hit cũng đã có được cho mình điểm số đầu tiên và vừa rồi thì John Phil đã bị thổi phạt lỗi tấn công. Một pha bóng phòng ngự tốt của Chris Dierker, người đã mang về 2 điểm đầu tiên cho Sài Gòn Hit. Rõ ràng là việc hội ý ở đúng thời điểm đã giúp cho tinh thần của Sài Gòn Hit lúc này đã có những dấu hiệu tích cực hơn. Đây là tình huống trước đó khi mà John Phil đã có một động tác cùi chỏ thừa. À, mắc lỗi Trần Đăng Khoa. Pha đột phá của Trần Đăng Khoa lên đổ không thành công và sau đó thì John Field đã rebound cho đội chủ nhà. Xavier Alexander tấn công thẳng vào khu vực bán rổ của đối phương và ghi hai điểm tiếp theo cho Slinger. Rất khó chịu đó là Xavier Alexander. Trevor Hill chuyền vào đã cố gắng giúp cho Trevor Hill thoát khỏi sự đá bóng của Alexander, nhưng một lần nữa Bernatowski lại chưa thể giữ được sự tập trung cần thiết và chúng ta mất thêm một lần tấn công nữa. Với việc Kyle Barron mắc hai lỗi cá nhân thì lúc này người đang được bố trí để trám vào đó là Tim Well. Tuy nhiên cầu thủ áo số 34 chưa để lại nhiều ấn tượng. Devin Gore pha can thiệp không thành công đến từ Bernatowski và đó là cú ném dễ dàng của Xavier Alexander. Alexander đang cho thấy một sự quyết tâm rất lớn khi đối đầu với Sài Gòn Hit, đặc biệt là anh muốn cạnh tranh với Trevor Hill và Trevor Hill đáp trả bằng một pha bóng ba nhưng không tốt và chúng ta vẫn chỉ dừng lại con số 2 điểm. Đây là Jaron Young đối mặt với Bernatowski, đúng truyền bóng cho Desmano và cú ném ba không tốt. Sau đó thì trung phong John Field đã mắc lỗi. Như vậy chính xác đó không phải là lỗi của John Field mà là lỗi của Chris Dierker. Liên tiếp là những khó khăn dành cho Sài Gòn Hit.
Đội bóng của Kyle Julius cũng đã mắc đủ 5 lỗi đồng đội. Vì vậy John Field sẽ có 2 tình huống ném phạt. Hiệp đấu đầu tiên với khoảng gần một nửa thời gian trôi qua là những khó khăn dành cho Sài Gòn Heat. Rõ ràng việc thiếu vắng đi một trung phong có khả năng rebound tốt như Kyle Barron đã khiến cho Sài Gòn Heat gặp vô vàn những khó khăn trong những tình huống phòng ngự vòng trong cũng như là tấn công vòng trong. Đây là Travon Hill, đối mặt với anh là Devin Go. Và đột phá của Travon Hill đường chuyền, chuyền vào, không có điểm dành cho Sài Gòn Heat. Cảm giác bóng chuyền vào là một điều mà anh cần phải cần thêm thời gian để có thể có được. Chris Diaco phản công nhanh cho Heat. Đã có một tình huống phạm lỗi của Desmond Owe. Tỷ số hiện tại đang là 15-2, 13 điểm khoảng cách dành cho Singapore Slinger. Trần Hít vẫn còn đó 20 giây tấn công. Trần Đăng Khoa một tình huống bắn 3 không thành công của Mr. Rigo. Đội chủ nhà đưa ra lời đáp trả và đây là Xavier Alexander cú ném một cú trung bình thành công. Điểm số tiếp theo dành cho Slinger. Khoảng cách lúc này đã là 15 điểm. Alexander đang cho thấy được một phong độ rất tốt và quyết tâm cao khi đối đầu với Sài Gòn Heat. Travon Hill thêm một pha bắn 3 nữa không chính xác của số 1 bên phía Sài Gòn Heat. Cho đến thời điểm hiện tại thì Alexander đã có được đến 10 điểm rồi. John Field và can thiệp của Chris Diaco nhưng vẫn là Alexander. Cuối cùng thì cầu thủ này cũng đã ném không vào. Đây là Murphy Bernatowski. Travon Hill đang xin bóng nhưng Bernatowski quyết định đột phá thẳng vào trong. Tình huống dứt điểm bản rổ không tốt của đội trưởng bên phía Sài Gòn Heat và đây là cơ hội để tấn công cho đội chủ nhà Jordan Young. Rất may mắn cho Sài Gòn Heat là không có and one dành cho cầu thủ áo số 12, đó sẽ chỉ là lỗi của Trần Đăng Khoa. Nhưng thực sự Singapore Slinger đang đánh với những tiểu xảo mà chúng ta có thể nhìn thấy được, họ liên tục câu lỗi đến từ Sài Gòn Heat. Và những lỗi cá nhân sẽ là một vấn đề trong thời gian sắp tới dành cho đội quân Kyle Julius. Lúc này thì toàn bộ đội hình xuất phát của câu lạc bộ Sài Gòn Heat ngay từ đầu đều đã mắc lỗi cá nhân và Trần Đăng Khoa cùng với Kyle Barron mỗi người đã mắc hai lỗi. Jordan Young đã thực hiện tốt hai pha đánh phạt của mình để nâng cách biệt lên thành 17 điểm. Murphy Bernatowski phá lên rổ chưa thành công của đội trưởng bên phía Sài Gòn Heat, vẫn chưa có điểm số đầu tiên dành cho cầu thủ mặc áo số 13. Sự tự tin đang là điều mà chúng ta vẫn còn thiếu trong các pha dứt điểm của mình và đây là John Field quá khó cho Tim Wells khi anh thua kém hơn đối phương về mặt thể hình và tỷ số hiện tại đang là 21-2. Chúng ta không còn nhận ra đoàn quân cầu giữ hết trong trận đấu này và một lần nữa bên Natowski mất bóng. Một tình huống phản công, John Field ấp rổ rất thẳng mặt và đó là một pha xử lý mang về điểm số thứ 23, 21 điểm khoảng cách rồi. Đây là Travon Hill, Chris Diaco, Murphy Bernatowski, chuyển ra Corey Celia với cú ném 3 thiếu lực và bóng trở lại với Slinger. Còn Heat đang gặp vô vàn những khó khăn với khả năng field goal lúc này của đội khách là rất thấp. Sự tự tin đã thực sự mất đi từ sớm đến với đoàn quân của Kyle Julius. Và can thiệp tốt của Chris Diaco, Travon Hill đối mặt với Jordan Young. Travon Hill vẫn chưa dứt điểm thành công. Và một lần nữa chúng ta thấy được tiểu xảo đến từ Xavier Alexander dành cho cầu thủ số 1 của Sài Gòn Heat. Larry Liu bắn 3 không tốt, bóng trở lại với Chris Diaco, Murphy Bernatowski. Thời gian còn lại của hiệp 1 đó là khoảng hơn 2 phút. Chimwell vẫn chưa dứt điểm thành công. Khả năng field goal của Sài Gòn Heat lúc này ở dưới 10%. Đây là John Field, 2 điểm tiếp theo cho đội chủ nhà. Họ đang đào sâu thêm cách biệt và khiến cho hiệp thi đấu đầu tiên của trận đấu này là một thế trận một chiều nghiêng về những chú sư tử biển.
cuộc chiến làm khách đang thực sự khó khăn nhiều hơn dự đoán của Sài Gòn Heat. Chúng ta đang có một hiệp một cho đến thời điểm này đã có thể xem là ác mộng với Singapore Slinger. Liên tục là những sự tự tin ngày một nhiều hơn đến từ đội bóng độc của sư tử, trong khi đó điều ngược lại đến với Sài Gòn Heat. Thì những pha dứt điểm của ông 30 vẫn chưa thể tìm được manh rũ. Tất cả những cầu thủ xuất phát trong đội hình chính của đoàn quân Nam Ben San đều đã có được những điểm số ở trận này. Trong đó ấn tượng nhất là Xavier Alexander, người đã có được 10 điểm. Đứng ở vị trí thứ hai đó là John Field với 7 điểm. Jalen Young cũng đã kịp có cho mình được 4 điểm cho đội chủ nhà. 3 và 1 là điểm số lần lượt của Desmond và Devin Gore. Dù sao đi nữa thì San Heat vẫn còn rất nhiều thời gian ở phía trước và chúng ta cần phải nhanh chóng lấy lại được tinh thần. Lúc này thì khả năng dứt điểm bên phía San Heat là điều rất đáng báo động khi chỉ có một mình Chris Parker là người sở hữu tỷ lệ field goal ấn tượng với 50%. Và đó cũng là điểm số đầu tiên mà đoàn quân của Kyle Julius có được ở hiệp đấu đầu tiên này. Trevor Hill đã tung ra tổng cộng 4 cú dứt điểm nhưng chưa một lần nào đưa bóng vào rổ. Murphy Bernatowski cho đến lúc này cùng với Trevor Hill và Kyle Barron là ba cầu thủ đã khiến cho San Heat phải hứng chịu 5 lần turnover. Đức Thanh Sang lúc này đã xuất hiện trong hình chính thức của San Heat. Và bên cạnh đó là Corey Celia. Đây là Trevor Hill, Bernatowski đối mặt với Jordan Young. Vẫn là Bernatowski. Còn lại 6 giây cho pha lời bóng này của Sài Gòn Heat. Bernatowski cuối cùng thì một tình huống bắn ba của chúng ta đã đến, và đó là lời đáp của đội trưởng bên phía Sài Gòn Heat John Field. Đường truyền dành cho Larry Leo, một pha bắn ba nhưng lần này nó không thành công. Hy vọng rằng cú ném vừa rồi của Bernatowski sẽ giúp cho tinh thần của Sài Gòn Heat tự tin hơn trong cú ném tiếp theo của mình. Và đó là Trevor Hill với 2 điểm tiếp theo dành cho Sài Gòn Heat. Đây là lúc mà Sài Gòn Heat cần phải cho thấy quyết tâm của mình, và tự tin của Trevor Hill phần nào cũng đã được trở lại sau phải giữ điểm rất tốt của cái đội của mình. Đó là tình huống khai thông điểm số dành cho cầu thủ vàng áo số 1 và giúp cho cầu thủ của Sài Gòn Heat sẽ tự tin hơn trong phần thời gian còn lại. Đây là Xavier Alexander, dứt điểm không thành công. Cơ hội tuyệt vời để Sài Gòn Heat tạo ra tình huống phản công. Murphy Bernatowski, Eurostep tuyệt vời và hai điểm tiếp theo cho Heat. Đây mới là những gì mà chúng ta chờ đợi. Những sự can thiệp kịp lúc an phòng ngự và hiệu quả trong khả năng tấn công. Lúc này thì nhiệm vụ để theo kèm John Field đang được giao cho Chris Dierker khi mà Kyle Barron không có mặt trên sân. Và chúng ta thấy được rằng Trevor Hill đã đưa ra những lời thánh tích dành cho Xavier Alexander. Đó là điều mà các cổ động viên của Sài Gòn Heat cần phải thấy, và tinh thần chiến đấu Together We Hustle của huấn luyện viên Kyle Chilwell cùng với các học trò của mình đã thực sự được thể hiện trong khoảng 1 phút vừa qua. Đó là những lời đáp trả cực kỳ đanh thép mà Sài Gòn Heat đã cho thấy trong khoảng thời gian sau hội ý của huấn luyện viên Kyle Chilwell. Đã được xem lại bước Eurostep đầy tự tin và tình huống chuyển tay lên rổ của đội trưởng Murphy Bernatowski. Một loạt 9 điểm liên tiếp dành cho Sài Gòn Heat đã khiến cho huấn luyện viên Neil Benson không còn đủ sự tự tin nữa, và ông đã buộc phải sử dụng cơ hội để hợp đội. Murphy Bernatowski đã liên tục có được cho mình 5 điểm trong khoảng 1 phút vừa qua. Trong khi đó thì Trevor Hill cũng kém hơn một chút mà thôi, 4 điểm cho Sài Gòn Heat. Và đây là lúc mà Sài Gòn Heat tiếp tục chứng tỏ sự tự tin và trở lại với trận đấu này. Chúng ta còn lại 1 phút 12 giây cho hiệp thi đấu đầu tiên. Và khoảng cách đang là 14 điểm tạm thời như ở phía Singapore Slinger. Nhưng điều quan trọng là sau khi hội ý trước đó thì Sài Gòn Heat chưa để cho đối phương có thêm một điểm số nào. Bóng được phát bởi Slinger và đây là Jordan Young. Sự song sáo của Sang In hy vọng sẽ mang đến thêm sự khó chịu dành cho các cầu thủ đội chủ nhà. Xavier Alexander, Desmond Owe và đây là Larry Liu.
Đường truyền dành cho Desmondo, còn lại 6 giây, Desmondo đang cố gắng đột phá và có đường truyền dành cho Larry Lew. Vẫn là đội bình của Slinger và dứt điểm không thành công. Nhưng vẫn còn đó là John Phil. John Phil mất bóng và đã có pha tranh chấp cực kỳ quyết liệt của John Phil với các cầu thủ Sài Gòn Heat. John Phil đã không có được tư thế thuận lợi khi phải đối mặt với sự vây ráp của các cầu thủ Sài Gòn Heat. Tuy nhiên vừa rồi thì cầu thủ mã số 5 của đối phương cũng đã cầu được lỗi của chúng ta. Sẽ có hai cầu thủ ném phạt dành cho John Phil. Cho đến thời điểm hiện tại thì John Phil đã có cho mình được 7 điểm với tỷ lệ field goal đó là 75%. Cú ném đầu tiên đi ra ngoài của John Phil. Tiếp tục là cú ném thứ hai, nhưng lần này thì John Phil đã có được điểm số dành cho Slinger 26-11. Và đây là thời điểm mà chúng ta chờ đợi pha tấn công của Sài Gòn Heat, Calvin Hill. Đối mặt với Xavier Alexander, Murphy Bernatowski. Cú ném 3 của Bernatowski không thành công. Thời đáng tiếc thì phải điểm rồi, thiếu đi một chút lực để có thể trở thành 3 điểm cho Sài Gòn Heat. Jordan Young, đường truyền của Larry Lew. Tiếp tục là Jordan Young bắn 3, bắn 3 không thành công. Và tình huống rebound của Sài Gòn Heat đã có lỗi của Larry Lew. Sài Gòn Heat đã rất khôn ngoan trong tình huống lên bóng vừa rồi, và đó sẽ là hai cú đá phạt dành cho cầu thủ áo số 1 của Sài Gòn Heat, bởi đội chủ nhà đã phạm đủ 5 lỗi đồng đội. Thời gian còn lại hiệp đấu đầu tiên là 11,3 giây và có vẻ như huấn luyện viên Neil Van Zandt sẽ rút Xavier Alexander đang nghỉ cho khoảng thời gian này. Còn đây là Trouble Hill. Áp lực khá lớn trên khán đài dành cho anh cầu thủ số 1 vẫn lãnh cảm với những áp lực đó. Đó là điểm số thứ 5 của Trevor Hill ở trận này. Cầu thủ mã số 1 đang cải thiện dần tỷ lệ field goal. Hai quả ném phạt đều rất tốt của Trevor Hill mang về điểm số thứ 6, và thời gian còn lại của hiệp 1 là 7 giây. James Young chuyền ra. Larry Lew thực hiện cú ném 3 không thành công và thời gian đã hết, không có buzzer beater cho đội chủ nhà. Và hiệp đấu đầu tiên khép lại với điểm số lúc này là 26-13, điểm số gấp đôi mà đội chủ nhà đã tạo được ra so với đội khách Sài Gòn Heat. Tuy nhiên dù sao đây cũng là hiệp đấu mà chúng ta đã kịp thời trở lại trong giai đoạn cuối để có thêm những điểm số đầu tiên, điểm số rất quan trọng cho Sài Gòn Heat để tạo tiền đề cho một hiệp đấu thứ hai bùng nổ hơn, mạnh mẽ hơn nữa đến từ lần gương của Kyle Julius và Xavier Alexander. Chắc chắn là từ mà các khán giả của Sài Gòn Heat đang thực sự nóng mặt và mong muốn đoàn quân Kyle Julius có những màn đáp trả đanh thép với những cầu thủ này. Những gì mà Xavier Alexander gây ra cho Sài Gòn Heat sẽ được chờ đợi những câu trả lời đến từ Trevor Hill. Sau hiệp thi đấu đầu tiên thì đến lúc này Singapore Slinger đang sở hữu tỷ lệ field goal đó là 45%. Họ có người dẫn đầu danh sách ghi điểm của trận này, đó là Xavier Alexander với 10 điểm. Thứ hai ở vị trí ghi điểm đó là John Phil với 8 điểm. Jordan Young cũng đã có được 4 điểm, Desmondo 3 điểm và David Goh là người đã có được 1 điểm cho đội chủ nhà. Về phía đội khách thì Trevor Hill đang dẫn đầu danh sách ghi điểm, Goh 10 với 6 điểm đã có được. Trong khi đó thì Murphy Bernatowski đứng ở vị trí thứ hai với chỉ 1 điểm kém hơn. Chris Tucker là người có được điểm số còn lại cho Sài Gòn Heat trong trận đấu đầu tiên. Cuộc thi đấu thứ hai của trận đấu giữa Singapore Slinger và Sài Gòn Heat đã chuẩn bị được bắt đầu khi hai đội đã trở lại sân.
Chúng ta đang chờ đợi 10 phút thi đấu tiếp theo bùng nổ hơn nữa đến từ đội quân của Carlos Julius và một hàng phòng ngự chắc chắn sẽ được đưa ra. Với việc Kai Barron mắc hai lỗi tấn công từ rất sớm khiến cho đội hình của huấn luyện viên Carlos Julius bị xáo trộn khá nhiều, và việc không có trong đội hình một trung phong đích thực thi đấu khiến cho khả năng tấn công cũng như là phòng ngự của Sài Gòn Heat bị ảnh hưởng rất nhiều, và đó cũng là một phần nguyên nhân mà đến lúc này đoàn quân của Carlos Julius đang bị dẫn trước với khoảng cách là 13 điểm. Hiệp 2 đã chuẩn bị được bắt đầu và Sài Gòn Heat sẽ là những người giao bóng. Chris Walker, một cú ném khi mà tiếng còi đã vang lên nhưng cực kỳ chuẩn xác đến từ Trevon Hughes. Đó là một cú ném mà cự ly rất xa. Có lẽ là phần bảng đồng hồ bên phía phần sân của Sài Gòn Heat đang gặp vấn đề trục trặc, và đó là nguyên nhân khiến cho hiệp 2 của trận đấu này chưa thể được bắt đầu. Bên cạnh việc Kai Barron mắc hai lỗi cá nhân thì Trần Đăng Khoa, một cầu thủ chơi năng nổ và hiệu quả khác bên phía đội hình của Sài Gòn Heat, cũng mắc hai lỗi cá nhân và foul trouble sớm dành cho số 8 và số 33 của Sài Gòn Heat. Chúng ta thấy được rằng Xavier Alexander đang có những động tác theo kèm rất sát với Trevon Hughes. Đó là những động tác gây áp lực về mặt tinh thần cho số 1 của Sài Gòn Heat. Đây thật sự là một phản ảnh chắc chắn sẽ theo chúng ta suốt trận đấu. Xavier Alexander có thể nói là rất chung thủy với Sean Hill, anh theo cầu thủ áo số 1 của Sài Gòn Heat như hình của bóng. Lúc này thì Xavier Alexander cũng đã mắc một lỗi cá nhân, và với những khả năng đi bóng lắc léo cũng như khó chịu của mình thì chúng ta hy vọng rằng khả năng cầu lỗi của Sean Hill sẽ phát huy trong phần thời gian còn lại của trận đấu để khiến cho sự tự tin của cầu thủ áo số 15 bên phía chủ nhà sẽ mất đi. Trận đấu vẫn đang tạm thời bị gián đoạn vì những trục trặc kỹ thuật. Hôm nay thì sân vận động OCBC cũng có khá đông những cổ động viên đến sân để theo dõi và ủng hộ cho hai đội bóng. Trong ít phút vừa qua thì các đạo diễn hình tại Singapore vẫn chưa cho chúng ta thấy nguyên nhân vì sao trận đấu bị gián đoạn. Nếu như bảng đồng hồ đếm giây bên phần sân của Sài Gòn Heat không hoạt động và trận đấu vẫn được tiếp tục thì trong phần thời gian còn lại của hiệp thi đấu thứ hai, các cầu thủ Singapore Singer sẽ gặp phải những khó khăn mà Sài Gòn Heat đã phải đối mặt trong cuộc đụng độ với câu lạc bộ Westport Malaysia Dragon trên sân nhà CIS. Và trận đấu giữa Sài Gòn Heat cùng với Singapore Singer sẽ được bắt đầu vào khoảng thời gian của hiệp hai. Lần này thì người theo kèm Trevon Hill vẫn sẽ là Xavier Alexander. Và xử lý của Trevon Hill, Bernatowski, Corey Celia. Trevon Hill, thời gian tấn công của Sài Gòn Heat còn là 9 giây. Lúc này thì Bernatowski là người đối mặt với Xavier Alexander và đó là lỗi tấn công của số 13. Thêm một cầu thủ nữa của Sài Gòn Heat mắc lỗi cá nhân thứ hai. Hạ tấn công dành cho Singapore Slingers. Xavier Alexander đã đầm vào hồ 24 giây bên phía phần sân của Sài Gòn Heat. Theo hướng tấn công của Slingers đang không hoạt động và họ sẽ không biết được thời gian thích hợp để tung ra phải dứt điểm. Vừa rồi là tình huống dứt điểm không thành công nhưng vẫn còn đó là pha rebound, và đây là Desmond O. Chính xác hơn là Devin Gore đã mang được 2 điểm dành cho Slingers. Đó cũng là điểm số đầu tiên trong hiệp 2 của đội chủ nhà.
Như vậy là đúng như những gì mà chúng tôi đã dự đoán thì Singapore Singer sẽ gặp khó nhọc trong khoảng thời gian tấn công tiếp theo. Nhưng vừa rồi đó là đường truyền không chuẩn xác đến từ Trevor Hill. May mắn là John John đã không thể tấn công thành công cho đội chủ nhà. Một khi Bernatowski cú ném ba không thành công. Và sau đó thì hai nỗ lực liên tiếp của Sài Gòn Heat đều không thể đoạt lại bóng. Xavier Alexander không có lỗi của cầu thủ áo số 15 và hai điểm tiếp theo dành cho X-Men của Slinger. Vẫn là những thử thách ở trước mặt của Sài Gòn Heat đang chờ chúng ta vượt qua. Alexander đối mặt với Sài Gòn Heat thêm một lần nữa, lần thứ N trong trận đấu này, nhưng lần này thì Sài Gòn Heat đã là người chiến thắng 15-30 cho Sài Gòn Heat. Rõ ràng chúng ta thấy được rằng Xavier Alexander cũng là một thầy rất khôn ngoan. Trong những tình huống anh cảm thấy bất lợi hơn đối phương thì anh sẽ không theo kèm và thả cho đối phương thoải mái đi lên bản rổ. Và điểm vừa rồi thì John Hill lại có một tình huống úp rổ tự tìm. John Hill tình huống dặn bóng hơi lỏng tay của số 1. Và đây tiếp tục là Trevor Hill đường truyền cho Sang Linh. Chúng ta có cơ hội. Đó là tình huống truyền bóng vẫn đến được tay của Corsica. Và đó là tài dứt điểm không tốt của Trevor Hill, chưa đủ sự chuẩn xác trong pha bóng 3 vừa rồi. Đây là Xavier Alexander truyền bóng rất hay cho Devin Go. Và hai điểm tiếp theo cho Slinger. Lúc này khoảng cách đã là 19 điểm, một con số mà chúng ta cần phải nhanh chóng rút ngắn lại. Sang Đinh bắn ba từ rất xa và đó là một tình huống airborne. Một pha xử lý tận dụng được khoảng trống của đối phương, nhưng Sang Đinh đã không đủ lực trong pha dứt điểm vừa rồi để mang về điểm số cho Sài Gòn Heat. Lúc này thì Kai Barron và Trần Đăng Khoa sẽ trở lại đội hình xuất phát của Sài Gòn Heat. Đây là hai cầu thủ đã mắc hai lỗi cá nhân mà chúng ta cũng sẽ chơi thiếu quyết liệt hơn trong những tình huống theo kèm đối với Slinger. Đây là Xavier Alexander. Cú ném không thành công của cầu thủ áo số 15 nhưng vẫn có John Field. Và đó là lỗi của Corey Cilia. Vẫn là những tình huống cầu lỗi liên tiếp đến từ John Field cũng như là Xavier Alexander đối với các cầu thủ Sài Gòn Heat. Chúng ta hoàn toàn có thấy được những tiểu xảo mà đội bóng đến từ đội quốc sư tử đang thực hiện, nhưng vấn đề là họ lại sử dụng nó một cách đúng luật và không thể phàn nàn đối với đội chủ sân OCBC. Và dứt điểm tiếp theo của Phan Thi cũng rất chính xác và tỷ số hiện tại đang là 36-15. Khoảng cách được tạo ra là 21 điểm cho đội chủ nhà. Vừa rồi là tình huống xử lý không thành công Kai Barron và Jaron Young. Và đội bóng tiếp theo có hai điểm được tính dành cho Dallas Mavericks. Lúc này thì đội chủ nhà đã dẫn sau hit với khoảng cách là 23 điểm. Kai Barron một tình huống để rất bóng khó hiểu của Kai Barron. Đây là Xavier Alexander không thành công, nỗ lực tuyệt vời. Nhưng sau đó thì John Field đã là người có được bóng. Sang Đinh đã rất nỗ lực để đoạt lại bóng cho Sài Gòn Heat. Nhưng lúc này thì cách biệt đã là 25 điểm dành cho Slinger. Một trận đấu quá khó khăn. Chúng ta vẫn chưa thể lấy lại được những gì mà mình có được. Thì chắc phải dứt điểm chính xác vẫn chưa đến nhiều. Vừa rồi là hai điểm được tính dành cho Bernatowski. Devin Go, Xavier Alexander. Lúc này thì khoảng cách đã rất xa và đội chủ nhà đang chơi một cách rất từ tốn. X-Men tiếp tục là một cú dứt điểm tốt nữa đến từ cầu thủ áo số 15, rất khó chịu đối với những cầu thủ theo kèm là Xavier Alexander. Đây là Bernatowski, Trần Đăng Khoa, đường truyền Sáng Đinh và đây là Corey Cilia góc không độ. 3 điểm được ghi dành cho Sài Gòn Heat, 20-42. Khoảng cách cần được rút ngắn nhiều hơn thì nó vẫn còn trên 20 điểm. Đây là Desmano Davigo. Lúc này thì bảng đồng hồ giày bên phía phần sân của Sài Gòn Heat đã hoạt động trở lại bình thường. Vừa rồi thì Corey Cilia lại mắc thêm một lỗi cá nhân.
đó là lỗi cá nhân thứ hai của cầu thủ áo số 22. Sẽ có một tình huống phát bóng từ điên dành cho Singapore Slinger. Alexander còn lại 8 giây cho đợt tấn công này, và một lần nữa bảng đồng hồ điện tử lại không hoạt động, hoạt động một cách chập chờn, chập chừng. Sang Đình, nỗ lực của Sang Đình, và đây là Trần Đăng Khoa. Cú đánh bạc không thành công của Khoa Trầm. Tình huống bóng lại trở lại với đội sứ chủ nhà. Gasparo cú né một ly trung bình. Trần Đăng Khoa đã rất nỗ lực, và vừa rồi thì một cầu thủ bên phía câu lạc bộ Slinger, đó là Desmondo, đã phạm lỗi. Desmondo cũng đã mắc lỗi cá nhân thứ hai. Thi đấu thứ hai vẫn đang diễn ra với những khó nhọc dành cho đoàn quân của Carl Julius. Khoảng cách lúc này vẫn là trên 20 điểm mà Sun Heat phải đối mặt, khi mà đội chủ nhà vẫn đang cho thấy được sự hiệu quả trong những tình huống tấn công bản rổ với tỷ lệ field goal lúc này đã lên đến 51%. Bên kia chiến tuyến thì tỷ lệ field goal của Saigon Heat chỉ đang nằm ở con số đó là 32%, và nó vẫn chưa thực sự được cải thiện quá nhiều so với hiệp đấu đầu tiên. Chúng ta đã phải mất có thể nói là hơn 5 phút đồng hồ của hiệp đấu đầu tiên để có thể có được những điểm số liên tục về rổ của Slinger. Hiệp 2 cũng đang diễn biến có phần tương tự, mặc dù Saigon Heat cũng đã sớm tăng được điểm số của mình ở trong 10 phút tiếp theo. Vì vậy thì cho đến thời điểm này họ mới chỉ ghi được 7 điểm trong hiệp 2, còn Slinger đã có được cho mình 16 điểm. Slinger thật sự là một đối thủ kỳ rờ với câu lạc bộ Saigon Heat trong mỗi cuộc đối đầu với ông 30. Lối chơi phòng ngự khó chịu cũng như là những tiểu xảo để gây áp lực về mặt tinh thần của đội bóng Singapore luôn khiến cho Saigon Heat không có được thế trận diễn ra đúng theo ý muốn của mình. Trevor Hill đã trở lại với đội hình xuất phát của Saigon Heat. Và đây là pha thoát đi của Trevor Hill. Hai điểm tiếp theo dành cho số 1 của Saigon Heat. Đó là tình huống ghi điểm tốt của Trevor Hill. Singapore Slinger hiểu rằng tinh thần là một điều gì đó rất nguy hiểm nếu như Saigon Heat có thể sở hữu nó. Nên họ liên tục gây ra những sự khó chịu về mặt tâm lý cho 30 để tránh những tình huống ghi điểm liên tục của đội khách. Vừa rồi là một tình huống phòng ngự tốt của Saigon Heat, Corey Celia. Và đây là pha lên bóng dành cho Bernatowski. Đường truyền, chưa có đường truyền mà quyết định xử lý tốt. Trần Đăng Khoa có khoảng trống cho Trevor Hill. Tuy nhiên chúng ta không có 3 điểm, rất đáng tiếc cho số 1 của Saigon Heat. Khả năng luân chuyển bóng trong tình huống vừa rồi của Saigon Heat là rất hợp lý và phù hợp. Như vậy là đã có lỗi của cầu thủ áo số 22 bên phía đội chủ nhà. Đó là Kevin Lim. Trevor Hill chính là người đã bị phạm lỗi. Trước đó thì Jeremy Young đã đuối đà ở trong pha dứt điểm của mình và tự đánh mất đi cơ hội tấn công của Slinger. Chúng ta cùng xem lại pha xử lý của Jeremy Young. Anh đã cố gắng xây trả kỹ thuật, tuy nhiên lại không có được cho mình một bước đà đủ chuẩn, đủ thăng bằng để có thể thực hiện pha lần rổ cuối cùng. Đó là bước zero step mà Jeremy Young đã mất đà ở bước thứ hai. Đây là Trần Đăng Khoa. Khoa ba lần vẫn có được bóng. Trần Đăng Khoa đột phá vào bên trong. Mr. Wigo truyền ra cho Kyle Barron, ấp rổ tự tin vào lưới của câu lạc bộ Slinger. Đó là điểm số thứ 24 dành cho Saigon Heat. Chúng ta đã rút ngắn khoảng cách xuống còn dưới 20 điểm. Desmondo. Đó là Desmondo, một pha xử lý không thành công. Đây là cơ hội để chúng ta vung lên. Đường truyền của Trevor Hill đã bị ngăn cản lại bởi X-Men Xavier Alexander, và có một pha gieo bóng dành cho trung phong John Phil đã thành công và phân cách lại là 20 điểm, rất đáng tiếc cho Saigon Heat. Xavier Alexander cho thấy được ảnh hưởng của mình với tình huống nỗ lực lui về phòng ngự
Thái Ba Lần ném ba, không thành công cho trung phong của Sài Gòn Heat. Phong độ ném ba tốt ở trận đấu gần nhất của Thái Ba Lần chưa được phát huy. Đây là Jaren Young. Trận này thì chúng ta thấy may mắn cũng không ủng hộ Sài Gòn Heat, nhưng cầu thủ cũng tưởng chừng như bóng đã đi vào rổ lại bất ngờ bật ra, và đó là bóng dành cho 30. Những tình huống luân chuyển bóng của Stringer trong cuộc phá ít nhiều đã không còn bên ngoài như trước, nhưng điều đó vẫn cần phải được giữ nếu như Sài Gòn Heat có thêm được những điểm số và nhanh chóng rút ngắn được khoảng cách. Đây là Trevor Hill, vẫn là sự đối mặt đầy khó chịu với các cầu thủ bên phía Stringer, nhưng đường truyền vừa rồi là tốt. Kai Warren đã cầu lỗi thành công, hai pha ném phạt dành cho trung phong của ông 30. Trận này thì mặc dù bị double team nhưng Kai Warren đã có một pha xử lý đủ khôn ngoan để cầu lỗi của đối phương. Tính cho đến thời điểm hiện tại thì số lỗi của Sài Gòn vẫn đang nhiều hơn đối phương là 3 lần. Kai Warren mới có được điểm số thứ 3 sau cú ném phạt thành công vừa rồi. Trong những trận đấu gần nhất, đặc biệt là trong chuỗi 4 chiến thắng của Sài Gòn Heat thì Kai Warren luôn có được double double. Đó là tình huống kick ball của Trần Đăng Khoa. Alexander đường truyền dành cho Jaren John. Tình huống mất bóng của các cầu thủ Singapore Slinger, phản công cho Sài Gòn Heat, Kai Warren, và đây là Bernatowski. Một tình huống ghi điểm thành công Kai Warren, mặc dù trước đó thì Sài Gòn đã nỗ lực phá đi tình huống lập công của Bernatowski. Kai Warren đã chờ sẵn ở dưới rổ và mang về hai điểm tiếp theo cho Sài Gòn Heat, 27-44. Jaren John, vẫn là Alexander, lần này thì đối mặt với Bernatowski. Đây là trọng tài xác định đã có lỗi của cầu thủ đối phương. Tình huống tấn công của Sài Gòn Heat sẽ được trở lại. Đây một cơ hội nữa để chúng ta rút ngắn khoảng cách điểm số. Trong vòng hiệu thì này anh sẽ phải đối mặt với Jaren Young. Tiếp tục là trong vòng hiệu có khoảng trống cho Bernatowski, bắn ba không thành công, vẫn là một chút sự thiếu chính xác đến từ đội khách. Đây là Jaren Young với cú ném ba thành công của cầu thủ áo số 12. Nó rất khác so với hiệu suất của Sài Gòn Heat. Và cách biệt 20 điểm lại được tái lập. Giờ đây Sài Gòn Heat phải cố gắng trở lại từ đầu. Rofin Bernatowski, Trần Đăng Khoa quyết định đột phá thẳng vào trong, và đó là một quyết định đã bị ngăn cản bởi cầu thủ đối phương. Jaren Young cú ném và cự ly trung bình bật bảng không thành công. Trevor Hills và xử lý tốt của cầu thủ áo số 1. Tự tin chuyên cho Trần Đăng Khoa. Đây là Kai Warren, hai điểm dành cho trung phong của Sài Gòn Heat. Đó là một tình huống mà Trevor Hill đã một công đôi việc hạ gục luôn cầu thủ phòng ngự tốt nhất bên phía Slinger, đó là John Field, và tạo tiền đề cho cầu thủ Sài Gòn Heat mang về thêm hai điểm. Lại là pha phạm lỗi của Trần Đăng Khoa đối với Xavier Alexander. Đây thực sự là một cầu thủ mang lại rất nhiều sự khó chịu cho Sài Gòn Heat kể từ đầu trận. Đó đã là lỗi cá nhân thứ 3 của Trần Đăng Khoa trong trận đấu này. Hiệp 1 của trận đấu, hiệp 2 của trận đấu sẽ còn lại khoảng 40 giây. Đây là Jaren Young, John Field đối mặt với Kai Warren. Quyết định dùng sức mạnh để chơi với trung phong của chúng ta. Rõ ràng là việc John Field biết được Kai Warren mắc hai lỗi cá nhân, nên cầu thủ này đã tự tin đánh thẳng vào vị trí của số 33 bên phía đội khách. Khoảng cách vẫn là 20 điểm, chúng ta chưa tìm được một thời điểm và cũng như là phong độ đúng lúc để cho thấy được sức bật đối với Slinger. Chúng ta thắng 3 liên tiếp vẫn chưa đến, và thể thức cần phải chắc chịu từng cơ hội, và đây là một pha xử lý như vậy của Trần Đăng Khoa. Còn lại 8 giây đường truyền, và đó là một đường truyền hỏng của Trần Đăng Khoa. Đây là Jaren Young, pha lên rổ là thành công đến từ số 12.
thực sự quá khó khăn cho Sài Gòn Heat. Đây là Bonatowski, pha dứt điểm không thành công cho Bonatowski và nó đã giúp cho Slinger có được khoảng cách là 22 điểm sau hai hiệp đấu đầu tiên trước Sài Gòn Heat. Hai hiệp đấu có thể nói là khó khăn nhất cái từ đầu mùa giải của ông 30. Slinger quá là một đối thủ tuyệt vời và chúng ta cần những thời gian nghỉ ngơi quý báu trong 10 phút nghỉ giữa hiệp để có thể lấy lại tinh thần và cũng như là sức mạnh vốn có. Xin mời quý vị nghỉ ngơi trong phút trước khi quay trở lại với hiệp 3 của trận đấu này. Ở phía chủ nhà thì người đang dẫn đầu danh sách ghi điểm đó là John Field với 18 điểm và tỷ lệ field goal là 87%. Một sự hiệu quả gần như là rất ấn tượng đến từ trung phong áo số 5 bên phía đội chủ nhà. Và một lần nữa thì chúng ta thấy được tầm quan trọng của Kai Barron ở trong đội hình của Sun Heat. Khi anh không có mặt trên sân thì chúng ta gần như không còn khả năng tranh chấp ở dưới rổ, bởi vì Tim Wells là một trung phong không có thể hình tốt bằng so với John Field và cũng như kinh nghiệm thi đấu ở một môi trường khắc nghiệt như ABL cũng là chưa nhiều với cầu thủ này. Tim Wells vẫn là một cầu thủ còn trẻ và cần thêm thời gian để có thể làm tốt hơn nữa cho đội hình của Sun Heat như những gì mà Pha Trần đã làm được ở trong mùa giải năm nay. Trong khi đó thì Xavier Alexander đứng thứ hai về mặt ghi điểm cho đội chủ nhà với 14 điểm, 4 rebound và 5 kiến tạo. Và điều đáng chú ý hơn đó chính là cầu thủ này đã cầu được 6 lỗi đến từ các cầu thủ Sun Heat. Và trên mạng xã hội thì các cổ động viên của Sun Heat cũng đã gọi vui. Xavier Alexander là James Harden của ABL, cầu thủ có khả năng cầu lỗi rất tốt trong trận này. Bà đã bắt đầu với tình huống công đầu tiên thuộc về đội chủ nhà. Đội tham gia ném bạc không thành công và đã có lỗi tấn công đến từ Devin Cor. Đó là một tình huống dùng tay để ngán lấy cầu thủ của Sài Hiếp, đó là Trần Đăng Khoa. Và tỷ số hiện tại đang là giữ nguyên 51-29. Đó là lỗi cá nhân đầu tiên của Devin Cor ở trong trận đấu ngày hôm nay. Như vậy là Đinh Thanh Sang cũng đã được đưa vào sân. Như vậy chính xác đó là lỗi phòng ngự đến từ đội khách chứ không phải chủ nhà. Thực sự là khó hiểu với các quyết định của trọng tài ở trận đấu này. Rồi thì Sun Heat đã phải chịu thêm bất lợi với cú ném thành công đến từ Slinger. Và như vậy thì Trần Đăng Khoa đã được rút ra nghỉ và thay vào đó là Đinh Thanh Sang. Một quyết định gây bất lợi tồn tại nữa dành cho Sun Heat. Tại đây chúng ta cần phải vượt qua điều đó bằng một pha lên bóng dành cho Chris Diaker. Bóng ba của bóng ba rất tốt ở phong độ của Chris Diaker. Một sự nhập cuộc tốt hơn ở hiệp 3 đã đến với Sun Heat với tình huống có điểm từ rất sớm. Xavier Alexander vẫn rất khó chịu. Đó là pha can thiệp tốt đến từ Murphy Bonatowski. Tuy nhiên đó vẫn là bóng dành cho Slinger và chúng ta còn phải đối mặt với 14 giây nữa. Vừa rồi thì Slinger đã ném bóng hai rất tốt. Hai điểm nữa dành cho Slinger. Khoảng cách 23 điểm dành cho đội chủ nhà. Slinger đã có được 11 điểm. Kai Barron xoay trở không thể vượt qua được John Field. Mọi thứ vẫn đang diễn ra rất khó khăn với đàn quân của Carl Julius. Chúng ta còn đó là 12 giây tấn công nữa. Và đây là Sovon Hill. Đường truyền dành cho Chris Decker. Một pha bắn 3 nữa của số 20. Nhưng lần này thì bóng đã không đi vào đủ. Chúng ta có pha đi vào tiếp theo. Và Murphy Bonatowski tiếp tục là một pha tấn công không thành. Phải đợi đến pha dứt điểm thứ 3 trong cuộc đấu tấn công vừa rồi thì Chris Decker mới lập công. 34-55 vẫn là khoảng cách 21 điểm. Vừa rồi thì Chris Decker đã ngay lập tức có mặt ở phần sân nhà để can thiệp và tạo ra pha lên bóng cho Sun Heat. Sau đó lại là lỗi của ông 30. Như vậy là Chris Decker là người đã mắc lỗi cá nhân tiếp theo. Đó là lỗi cá nhân thứ hai của Chris Decker.
Hôm nay các trọng tài đã thổi rất nhiều lỗi tấn công đến từ đội khách. Và đó đều là những quyết định bất lợi dành cho Sài Gòn Heat. Cú siêu tốt đến từ Travon Hill. Rồi, đó là pha xử lý không thành công nhưng vẫn còn đó là Sang Đinh. Bóng đi vào rổ, 2 điểm đầu tiên cho Sang Đinh. Sang Đinh đã có sự hỗ trợ rất tốt cho Travon Hill. Để cho khoảng cách lúc này đã được rút ngắn xuống còn 19 điểm. Đó tiếp tục là một cú siêu đến từ Kresiaka, cú ấp rổ từ tim của cầu thủ áo xanh 10. Và đó là những gì mà chúng ta đang làm rất tốt ở trong hiệp đấu thứ ba này, một cái đầu đầy hứng khởi và chúng ta đã có được 38 điểm, còn kém 17 điểm so với Singapore Slingers. Sang Hit đã ghi liên tục 9 điểm về phía bàn rổ của đối phương. Mọi người đã chơi thiếu cảnh giác trong tình huống vừa rồi, đó là Desmondo. Cơ hội tuyệt vời được mở ra do chính Christiaco tự tạo ra. Tình huống ấp rổ uy lực cho thấy được tinh thần của Sài Gòn Heat đã được chuẩn bị tốt hơn trong nửa sau của trận đấu này. Và xử lý rất tuyệt vời của Christiaco, và với những pha xử lý mạnh mẽ và uy lực như vậy, chúng ta sẽ có thêm những tình huống khích lệ tinh thần rất tốt. Lúc này thì Chris Dierker đã mang về điểm số thứ 7 cho câu lạc bộ Sài Gòn Heat và sở hữu tỷ lệ field goal đó là 60%. Hiện tại thì khoảng cách vẫn là không nhỏ, nhưng điều quan trọng là chúng ta sẽ thể hiện như thế nào mà thôi. Trận đấu này Sài Gòn Heat không chỉ phải đối mặt với những lời khiêu khích đến từ các cầu thủ chủ nhà, đặc biệt là Xavier Alexander, mà còn là những quyết định và bất lợi của tổ trọng tài. Rất nhiều khó khăn, nhưng chúng ta vẫn đang làm khá tốt trong hiệp 3 này. Larry Liu, Devin Go xích chút nữa đã để mất bóng, và đây là Xavier Alexander. Phạt xoay trở của Alexander, đó là đường chuyền và đó là lỗi 3 giây của đội chủ nhà. Đây một pha tấn công không thành nữa và hy vọng lại đến với Sài Gòn Heat. Trevor Hill lên bóng cho ông 30. Đây là Sang Đinh. Cơ hội cho Trevor Hill. Đây là Kai Barron. Như vậy là đã có tình huống can thiệp đến từ Jalen John. Kai Barron chưa kịp đưa bóng lên để thực hiện pha tấn công. Một pha xử lý rất đáng tiếc của Sài Gòn Heat. Chúng ta sẽ có thêm 11 giây nữa. 11 giây còn lại cho pha tấn công này. Và một tình huống thất bóng từ cuối sân. Chris Dierker đã có một sự can thiệp đến từ Alexander. Bóng tiếp tục dành cho Sài Gòn Heat, còn lại 10 giây. Rõ ràng nói gì thì nói thì khả năng phòng ngự của Slinger là điều đang gây ra rất nhiều khó chịu cho Sài Gòn Heat. Trevor Hill cú ném ba ở góc không độ, hơi thiếu lực một chút nhưng vẫn còn đó là Sang Đình. Không được. Sang Đình đã không thể kiểm soát được bóng. Đây là Jaren Young. Không thành công. Johnfield cũng không thành công. Cơ hội trở lại với Sài Gòn Heat. Đây là Trevor Hill. Rất từ tốn. Tìm kiếm sự hỗ trợ đồng đội và tự lên rổ. Rất thiếu may mắn cho Sài Gòn Heat khi Trevor Hill không thể tạo ra được một tình huống and one, nhưng anh sẽ có được hai quả ném phạt. Những dấu hiệu tích cực vẫn còn đó và chúng ta vẫn đang lầm lũ tiến lên. Trận đấu này thì thực sự Sài Gòn Heat đã có một sự nhập cuộc không tốt. Tuy nhiên điều quan trọng ở đây là chúng ta phải đối mặt với rất nhiều những nguyên nhân khác nhau mới dẫn đến một kết quả không như ý như vậy. Jalen Young cũng đã mắc lỗi cá nhân thứ hai. Trevor Hill cũng đang có được một cuộc đùa cá nhân với Alexander. Đến nay thì số 1 của Sài Gòn Heat cũng đã cầu được 5 lỗi đến từ đối phương. Cú ném của Trevor Hill thì rất tự tin. Điểm số thứ 11 đã đến với số 1 của ông 30. Và xử lý thứ hai không được như ý và bóng được đi vào bởi John Field.
Khoảng cách còn lại là 16 điểm. Tiếp tục là Jaren Young đường chuyền cho Alexander. Alexander đang tìm kiếm khoảng trống để phối hợp nhưng anh quyết định dứt điểm ngay. Một pha bóng 3 không thành công của số 15 và bóng lại thuộc về Sài Gòn Heat. Trevor Hill sẽ là người lên bóng cho ông 30. Trevor Hill pha đi bóng lắc léo quen thuộc. Murphy Bonatowski quyết định đột phá thẳng vào trong và ném một cú trung bình tự tin để mang về hai điểm tiếp theo cho Sài Gòn Heat. Đây là lúc mà chúng ta cho thấy được bản lĩnh của mình. Tiếp tục là Larry Liu đối mặt với cầu thủ cùng số áo bên phía sân Heat, đó là Sandin John Phil. John Phil đánh vào vị trí của Kai Barron và anh đã không thành công với cú dứt điểm của mình. Larry Liu đặt loại bóng cho đội chủ nhà. Jaren Young ném ba và đó là cú ném rất tốt của Jaren Young. Đó là một pha dứt điểm mang lại tinh thần cho Slinger. Nhưng chúng ta tiếp tục có pha lên bóng. Và đó là N1 dành cho Kyle Barron. Lỗi tiếp tục đến với John Phil. Vẻ mặt hoang mang đã đến với cầu thủ có lẽ là tự tin nhất từ trước trận đấu cho đến thời điểm này. Đó là Xavier Alexander. Và vừa rồi là một pha tấn công 3 điểm của Calderon giúp anh xóa nhòa những gì trước đó mà Jaren Young đã làm được với một tình huống bắn 3. Larry Liu, đây là Alexander. Tiếp tục là số 11 của Slinger, cú ném không thành công và đây là bóng dành cho Jaren Young. Có khoảng trống David Go, cúp lốc tuyệt vời của Kai Barron. Và đây là thời cơ chúng ta phản công mạnh mẽ. Một tình huống xử lý không công nhưng vẫn còn đó là Kai Barron, 46-58. Trung phong báo số 13 đang giúp cho Sài Gòn Heat có những phút giây thăng hoa. Và đó là cú gieo bóng cho người đồng đội không thành công đến từ Jaren Young. Nó khiến cho Xavier Alexander hoàn toàn tỏ ra bất lực. Trước đó thì Kai Barron chính là người đã ngăn cản Gavin Go ghi điểm và tự mình mang thêm về 2 điểm cho Sài Gòn Heat để khoảng cách lúc này chỉ là 12 điểm mà thôi. Trevor Hill ném 3! Thành công cho Sài Gòn Heat và đó là 3 điểm nữa. Khoảng cách giờ đây chỉ còn lại là 9 điểm. Một hiệp 3 đầy bùng nổ của đoàn quân Kyle Julius. Và lúc này thì không biết là Alexander đang nghĩ gì và có còn đủ tự tin để tạo ra những tình huống tiểu xảo nữa hay không. Nhưng đến cả John Field còn dứt điểm không thành công và cơ hội mở ra với Murphy Bratowski. Sang đến ném 3. Không thành công, rất đáng tiếc cho Sài Gòn Heat. Và chúng ta có một pha phản công nhanh của Slinger. Tình huống cầu lỗi của Trevor Hill đến từ cầu thủ áo số 15. Alexander thể hiện rõ những sự lo lắng và tinh thần thi đấu đi xuống của mình. Cú ném phạt không thành công. Rõ ràng là cầu thủ mã áo số 15 đã hoàn toàn mất đi sự tự tin mà anh đã thể hiện trong nửa đầu của trận đấu này. Đây vẫn là một trận đấu mà Sean Hill đang khiến cho đối phương phải khiếp sợ với sự lạnh lùng của mình. Hiện tại thì khoảng cách vẫn là 10 điểm, nhưng chúng ta hoàn toàn có niềm hy vọng để trở lại mạnh mẽ hơn của màn comeback của Sài Gòn Heat trong hiệp 3. Và đây là Trevor Hill, vẫn còn đó là 10 giây đường truyền dành cho Bonatowski lao vào vòng bán nguyệt và tung ra phía điểm ở cơ lý trung bình tuyệt vời đến từ đội trưởng của Sài Gòn Heat. Đó là điểm số thứ 11 của Murphy Bonatowski. Jaren Young đã quyết định đột thẳng vào trong và mang về 2 điểm tiếp theo cho Slinger để duy trì khoảng cách 10 điểm cho đội chủ nhà. Trận đấu vẫn đang diễn ra với tốc độ rất cao. Bonatowski and one cho Sài Gòn Heat. Cảm giác bắn của Sài Gòn Heat trong hiệp 3 đã khác đi rất nhiều, trở về đúng với chuỗi phong độ 4 chiến thắng trước đó của họ đã sở hữu. Lúc này thì Slinger sẽ phải là đội bóng cảm thấy lo sợ khi mà Sean Heath tìm đúng được cảm giác của mình và tinh thần thì đang lên cao. Bonatowski mang áo số 13 và hiện tại cũng đang có 13 điểm dành cho Sean Heath trong trận đấu này. Và đây là điểm số thứ 14 của Bonatowski, cầu thủ người Canada.
và là học trò cưng của Kyle Julius. John Peel, David Gore, đường truyền dành cho John Peel và lên rổ không thành công của số 5. Và đây là một sự đáp trả nữa đến từ Travon Hill và những người đồng đội. Pha bắn 3 của Travon Hill không thành công. Xavier Alexander, đó là quyết định đột phá thẳng của Alexander. Anh dứt điểm không tốt và Cameron lại rebound cho Saigon Heat. Đây là Travon Hill chuyền ra cho Bernatowski, tìm khoảng trống và ném 3, không thành công cho ông 30, rất đáng tiếc. Có thể nói là quá đáng tiếc cho Saigon Heat trong hai pha tấn công gần nhất khi chúng ta đang liên tục có sự hưng phấn và cũng như dồn ép đối phương về mặt tinh thần. Nhưng điều quan trọng này may mắn vẫn chưa chịu đồng hành với chúng ta. Các bạn như Saigon Heat cần phải thêm một khoảng thời gian nữa để thuyết phục vị thần may mắn này trở lại với ông 30. Nhưng đây là Jaren Jones cũng không vào. Và đó là pha rebound của Saigon Heat. Có khi Bernatowski tăng tốc. Bernatowski đánh vào bản rổ của đối phương. Như vậy là đã có lỗi của đội chủ nhà. Đó sẽ là hai cú đá phạt dành cho Saigon Heat. Và người mắc lỗi dường như là John Field. Rõ ràng là khoảng nghỉ giữa trận là khoảng thời gian cực kỳ quan trọng và cần thiết khi mà Kyle Julius có nhiều thời gian hơn để sốc lại tinh thần của các học trò của mình và mang đến một màn nhập cuộc ấn tượng hơn trong hiệp 3. Và giờ đây khoảng cách giữa Saigon Heat và Slinger đang tạm thời được thu ngắn xuống còn 6 điểm mà thôi. Vẫn còn đó là những thử thách ở phía trước, nhưng chúng ta đang dần bước lên. Cú ném thứ hai thì không thành công. Và đây là Alexander. Có mặt của Sang Đinh. Lúc này thì Alexander tỏ ra rất vội vàng trong những tình huống tấn công. Cầu thủ này đã đánh mất đi sự tự tin và điềm tĩnh vốn có trước đó. Nhưng đây là David Go. Chúng ta vẫn còn đó là 2 phút 18 giây nữa của hiệp 2. Và pha tấn công của Slinger còn lại 4 giây. Cú bắn 3 là không thành công. Bóng leo ra phía sau bảng rổ. Bóng thuộc về Second Hit. Đây là field goal của đội chủ nhà đã giảm xuống rất nhiều ở hiệp 2 này đối với hiệp 3. Nó còn là 42%, trong khi đó Saigon Heat đã vươn lên có được 41% rồi. Đây là Travon Hill, một pha bắn 3 không thành công của Travon Hill. Hồi đây tiếp nhận bóng lại thuộc về Travon Hill và Kyle Barron. Và chuyền bóng phải nói là thực sự tự tin và mang đến rất nhiều những nguồn cảm hứng cho các cổ động viên của Saigon Heat. Và chuyền bóng ở phía sau không cần nhìn cho Kyle Barron. Đặc biệt lúc này là 4 điểm, một nỗ lực quá tuyệt vời của Saigon Heat trong hiệp 3 này. Và đó lại là một đường chuyền không thành công nữa của các cầu thủ Slinger. Đây là Murphy, Bernatowski không thành công, và còn đó là Travon Hill. Và and one dành cho Saigon Heat. Quá tuyệt vời thưa quý vị. Thật khó tin khi mà chúng ta bị dẫn trước 22 điểm sau hai hiệp đấu đầu tiên. Nhưng lúc này thì khoảng cách còn lại đó chỉ là 2 điểm mà thôi. 28 điểm đã được đoàn quân của Kyle Julius tấn công về phía bảng rổ của Singapore Slinger. Và trong khi đó thì họ phòng ngự rất tốt. Chỉ cho đối phương ghi 10 điểm trong hiệp 3 này mà thôi. Cú ném tuyệt vời của Travon Hill, một pha tấn công 3 điểm, 60-61 cho Saigon Heat. Cách biệt mong manh, được Saigon Heat kéo lại gần sau khoảng cách là 22 điểm khi mà thời điểm hiệp 3 bắt đầu. Cú steal của Travon Hill, tốc độ của Travon Hill và tình huống spring của Sang Đinh, 2 điểm cho Saigon Heat. Họ vươn lên dẫn trước với tỷ số 62-61. Quá tự tin, quá thành công và quá bùng nổ vào lúc này. Mặc dù đây là sân OCBC chứ không phải là CS, nhưng chúng ta vẫn thấy được một ngọn lửa hừng hực đang cháy bên phía đội bóng áo đỏ. Thời gian của hiệp 3 còn lại khoảng hơn 40 giây. Jaren Jones ném không thành công và bóng trở lại với Travon Hill. Và tấn công tiếp theo trong thời gian còn lại của hiệp 2, còn chính xác hơn hiệp 3 còn lại là 40 giây. Travon Hill đường chuyền Christiaco. Và đây là Bernatowski, Kyle Barron không thành công. Bóng đang được giữ bởi Xavier Alexander, còn lại 26 giây nữa. Chúng ta có một tình huống dứt điểm của cầu thủ A số 8 bên phía Slinger, nó không thành công rồi. Đó là nỗ lực của Sang Đình.